hit me. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình vừa mới đám giỗ về xong, nhưng tranh thủ làm chơi trận đấu cho các bạn cùng xem. Nói chung là ở nhà mà có cái việc gì lớn, có bày ra ăn uống thì cả nhà mới sum họp ngồi cạnh nhau thôi. Chứ bình thường mọi hôm sinh hoạt bình thường thì chắc là cũng không có đâu. Lâu lâu mới có một bữa đúng không? Mình nghĩ đa số là Tết hoặc là các ngày đám giỗ ấy, thường thường là như vậy. Hoặc là ba cái tổ chức tiệc vui nào đó, đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, tân gia, rất là nhiều, mừng thọ, vui xỉu. Trời ơi, đưa gì vô cái tim đập rồi. Ai à? Ôi ơi, chàng trai năm ấy bắn rồi kìa. Wow. Nói chung là khi mà mình dễ mất dấu thì sẽ nổi. Khi mà mình bắt đầu biết được cái nhân vật Hunter mới này thì cái điều đầu tiên mà mình có thể nghĩ đến đó chính là Kai thì phải đi chéo, đi phải, đi lên, đi xuống, chứ không được đi thẳng. Nếu mà mình đi thẳng thì xác định thẳng được cái mục tiêu, nó chỉ ở cái súng nó vô thì mình sẽ rất là nguy hiểm đó. Cái điều thứ hai thì các bạn nên nhớ là nên chọn những khu vực địa hình cao hoặc là những cái có nhiều vật cản và luồn lách qua nó, và hạn chế là đừng có đập ván nhiều nhá. Hunter mà nhiều khi đi sang ván thì còn rén rén, còn ngập ngừng thì mình tranh thủ cái tâm lý đó mình có thể mình chạy được. Sao ạ? Ôi, chết rồi, tù nhân ở đấy mình phải cai ra xa không nó tới. Rồi xong, nối máy cái nó biết rồi, nó sang đó nó dí luôn rồi. Mà tính ra là chơi nhà côn trùng học thì cũng khắc chế cũng khá là được nhiều Hunter. Mình thấy nhất là bên này, rồi nhân vật này cũng ổn đúng không? Wow. Sửa máy thôi, nhẹ nhõm, sướng. Hôm nay mình chơi với một bạn dã nhân được một cái huy hiệu B rất là xịn sò. Và hy vọng bạn ấy sẽ có những cú heo hút thần kỳ. Ai mà chơi giỏi những cái nhân vật mà mình không biết chơi là mình có cảm giác mình rất là ngưỡng mộ luôn. Xem mấy cái highlight, xem mấy cái moment mà kiểu VIP Pro thì cảm giác nó cũng rất là đã, giống như được rửa mắt, gột rửa những cái gì gọi là đê tiện nhất. Mà các bạn thấy á, nhân vật này khi mà đạt đủ được 100 cái cục sắp ngộ bắt đầu nghe rộp rộp giống như là bị thoái hóa xương khớp vậy đó. Đau xương, đau khớp, mỏi gối, tê bì chân tay, hay uống hoạt huyết nhất nhất cái gì đó, thuốc giảm đau, trị viêm sưng. Ủa không phải nhé, nói linh ta linh tinh á, đừng nghe tầm lum la. Wow. Dã nhân thì bị dính trăm cái sáp đó thì nó cũng chỉ là để đứng im thôi chứ không bắt heo cũng đỡ. Ok, lấy bọ đẩy cái ả kia ra. Trời ơi, trời ơi, đừng bắn nữa, để mình đẩy con khốn này ra. Wow. Đi đi. Khó chịu nhờ. Thôi thôi xong, chết luôn rồi. Nói chung là cũng phải chơi nhiều, sau đó là biết cách cai thôi. Mà cũng may sao nó cũng dí mình thì kiểu như là cũng chăm bắn quá, với lại bắn súng nhiều, bắn hụt không à. Nhưng nếu bắn trúng thì cũng hơi bị căng. Mà tính ra nhân vật này nếu như mà các bạn thả lỏng ra mà để cho nó full hiện diện thì đi cứu ghế cũng rất là nguy hiểm. Cho nên là việc cứu ghế là cứu liền liền chứ đừng có nhây. Nhây là ăn 100 cái viên sắp nóng đó là ôi thôi luôn. Thôi rồi lượm. Gì vậy? Ui. Ô sao tự nhiên dở cái trò đi cắm máy vậy? Tức ghê. Trời ơi, nó bắn kìa. Đừng bắn em nữa, em không có nhu cầu.
Chàng trai năm ấy ơi. Hầm ở đây luôn. Yes. Nó vẫn bắn. Ông trộm ơi, nó bắn sắp nóng kìa mà ông chứa đèn pin. Rồi nửa máu này. Ôi. Cái máy cuối ngay đây luôn á. Bây giờ mấy bạn kia phải sửa cái máy khác thôi. Vui nhỉ. Team này có cái ông trộm nhìn hài xỉu luôn. 82 mà chơi trộm cũng nhìn cũng được cười phết luôn á. Chiếu đèn pin không à. Mà nên nhớ là gặp những cái hunter mà kiểu nó cũng ít cơ động thôi, chứ xài những cái hunter mà quá ghê gớm giống như là giờ gây xa muốn chiếu đèn pin nó cũng khó. Ôi tông nó kìa trời. Tông cái gì vậy? Thấy nó cưỡi heo cũng buồn, chả muốn đánh. May ra thì có xịt cái sáp nóng ấy, thì còn gây ra sát thương được, chứ sáp nguội thì nó quá là bình thường rồi. Chết tiệt nhỉ. Đừng khách sáo. Mình gặp nhiều rồi tự khắc là mình sẽ có những cái mà mình tự rút kinh nghiệm thôi, chứ giống như mình thì cứ thoải mái, chả có gì phải lo cả. Đây máy cũng nổ rồi này, giờ chỉ đợi trộm cứu nữa là xong. Sáp nguội. Sáp nguội cứu luôn bạn. Yes, nổ máy luôn nha, đang lau kiếm. Tranh thủ nổ máy luôn, đầy máu chạy cho nó sướng. Để nó đánh thêm lần nữa lại gục ra đó, lại bắt đầu lại nổ máy thì chạy ọp ẹp nhưng cũng khổ lắm. Ủa rồi nó dịch chuyển đi đâu vậy? Ô đầu hàng luôn à. Ôi trời đất ơi. Nhẹ nhõm ghê. Ok các bạn đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem. Trận này chơi với bạn một bạn Kỳ Lân với một bạn Tuy Hiệu B luôn. Xịn vãi. Ok, mới quay trở lại chị thị trấn say ngủ rồi. Mấy bữa nay toàn là mang skinhead của cái con ruồi sắp phát sáng đó, thì mình cũng kiểu như là mình chơi nhiều quá chán, quay lại mấy cái bộ trang phục này. Sophia mãi đỉnh. Và tính ra cái skin ở trong sự kiện collab Miền Đất Hứa thì khó trốn nhỉ. Ruồi nó bay lung ta lung tung, mấy con ruồi đóm sáng kinh khủng, bay xèo xèo xèo. Hôm nay không biết gặp hunter gì, mình đây là trận đấu rank. Wow, bên côn trùng gặp bên là đúng thời rồi đó. Sang đây đi cưng ơi. Nó sang thiệt kìa. Wow. Bây giờ thì mình chỉ cần dùng bọ để mình cover bản thân mình thôi. Rất là sướng luôn mọi người ạ. Canh khi nào nó vung cái tay lên mà cảm giác trúng ấy, thì lúc đó là mình sẽ vung bọ ra để cho cái lớp bọ nó cản cho mình được một phát kéo. Rất là tuyệt vời, rất là xịn sò, rất là cute. Ui thôi chết rồi. Thôi chết. May quá, kéo hụt. Ôi trời ơi, các cụ gánh còng lưng phát này. Và khi mà đẩy bọ giống như mình thì sẽ không để lại dấu chân. Đó, đây là một cái rất là khốn nạn. Nó làm cho hunter rất là dễ bị mất dấu mọi người ạ. Cực kỳ dễ mất dấu luôn. Mà giờ mình không biết ông B nó đi đâu rồi. Ô vẫn đang kiếm, vẫn đang kiếm, vẫn đang kiếm. Vẫn đang kiếm, vẫn... U là trời. Đừng sang đây nha. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đây nè. Đi rồi. Trời ơi là trời, sợ ông luôn. Đấy. Mất dấu mãi mặn luôn. Cái bẫy này gỡ được luôn. Sáng thì dậy từ lúc 5 giờ, 1 giờ mấy mới ngủ mà 5 giờ dậy. Mà mình nghĩ những cái lúc mà có công việc, ví dụ như là quan trọng ấy,
là chắc chắn là đến cái giờ đó là giật mình tỉnh giấc, không cần phải đồng hồ báo thức luôn. Mấy cái hôm mà mình đi thi là hẹn 7 giờ rưỡi mới thi mà 5 giờ rưỡi đã giật mình dậy rồi. Bắt đầu nằm thấp thỏm sợ đồng hồ nó không rung. Bình thường thì đồng hồ kệ nó muốn rung giờ nào rung, đến đó nó rung rồi tính. Nhưng mà cứ khi mà mình tâm lý của mình bất an, khi mà có những công việc gì quan trọng là cảm giác người nó bồn chồn, nó nôn nao lắm. Nó sợ bị thất thoát, sợ bị hụt hẫng. Tự nhiên giật mình tỉnh giấc rồi. Mà lúc đó là giật mình dậy là không có mệt nha. Còn những cái lúc nào mà đồng hồ nó reo mà kiểu mình muốn tắt, mình muốn ngủ tiếp cho nó rồi. Trời đất ơi. Mà lắm hôm thì cũng nói là ngủ nay ngủ sớm, hứa. Nhưng mà đến khi chợp mắt không có được, kiểu cái giờ sinh học của mình đến đó là đến đó, không có thể nào nó vào khuôn khổ được. Nói chung là 1-2 ngày đầu nó cũng hơi bị lấn cấn, lợn cợn. Từ từ nó cũng sẽ quen rồi, kiểu như mình cũng đang lười, chả muốn thay đổi bất kỳ một cái gì hết. Dù biết nó cũng hại nhưng mà thôi kệ, đến đâu tính đến đó. Nhưng mà hiện tại đang rất là buồn ngủ. Ủa, nổ máy được thì bạn nói nổ luôn. Đầy máu chảy nó sướng không? Wow, 1 phút rồi. Mấy cái nhân vật đời cũ á, nói chung là nó auto không điểm suy luận của mình luôn. Không có một cái điểm gì, không dám chơi. Mặc dù cũng rất là muốn đi test. Đi thường còn bị hành lên hành xuống chứ nói gì đến... Bon. Ui, mới ngáp. Ừ, chúc bạn vui. Mở cổng đi đã. Ui, chết rồi. Không muốn đùa. Mình vẫn còn đang còn chết tù nhân được. Để đi ra đây đợi hết nhánh 6 được cứu. Trời ơi, nhây cổng. Tức ghê, đứng ở cổng nhây nữa chứ. Để nó kéo cho. Buồn xỉu luôn á, sao mà nó chơi cái hệ gọi là hệ kéo mà nó lại còn đứng ở cổng, đứng đần ở đấy. Giờ chỉ có đợi nó hết nhánh 6 cứu thôi. Toàn tăng độ khó cho game thôi. Tù nhân sống dậy đi, đập cho một cái rồi mình cứu được. Ok, được. Hay, rồi, cứu được. Hay quá, còn điện à? VIP nhờ. Ơ, anh ơi. Là trời. Ủa. Trời ơi, may quá còn đánh 6, mình cứ tưởng hết rồi. Cứ tưởng chết rồi. Là trời ơi. Cái gì mà đảo người xanh xoách vậy trời. Là trời, may quá còn đánh 6. Trời đất ơi là trời. Ok, và mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.